Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn thì vòng bảng của giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền năm 2024 cũng đã khép lại. Như vậy là những tấm vé góp mặt ở vòng bán kết cũng đã được xác định, và để chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu sắp tới thì ban tổ chức đã có một ngày cho các vận động viên nghỉ ngơi và tham quan khu du lịch Cô Tam. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng với những phóng viên của SCTV Thể thao đồng hành cùng với các đội bóng để tham gia vào những trải nghiệm thú vị này nha. Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền năm 2024 đã tổ chức một ngày đầy thú vị khi đưa các đội bóng đến tham quan và tham gia các hoạt động team building. Đây là một trong những điểm nhấn của giải đấu năm nay, không chỉ giúp các vận động viên thư giãn sau những trận đấu căng thẳng mà còn tăng cường tình đoàn kết và giao lưu giữa các đội bóng. Sự kiện bắt đầu với việc khám phá cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại khu du lịch sinh thái Cô Tam, tỉnh Đắk Lắk, nơi mọi người có cơ hội trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Những thử thách trong phần team building được thiết kế đầy thú vị, từ trò chơi vận động đến các phần thi đòi hỏi kỹ năng phối hợp. Và rồi các đội đã thể hiện được sự nhịp nhàng, tinh thần thể thao cao thượng qua từng thử thách. Tôi rất vui vì được tham gia vào những trò chơi như thế này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì sự chu đáo và nhiệt tình của ban tổ chức. Bên cạnh đó, phần thi Miss Áo Dài là hoạt động được chờ đợi bậc nhất, bởi lẽ đây là nơi mà các vận động viên của 8 đội bóng khoe sắc trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Đây là dịp không thể tốt hơn để các nữ cầu thủ thể hiện nét đẹp và sự duyên dáng sau những màn tranh tài nảy lửa ở trên sân. Thông qua cái buổi trải nghiệm hôm nay thì ban tổ chức mong muốn là các đội được giao lưu, gắn kết với nhau, vui chơi với nhau để tạo được một cái hứng khởi trong văn hóa giải của Bình Điền lần thứ 14 này. Thông qua hoạt động lần này, ban tổ chức hy vọng các câu lạc bộ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong xuyên suốt quá trình tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền. Rõ ràng, đây là một phần trong những nỗ lực rất đáng ghi nhận của ban tổ chức trong việc mang lại một giải đấu thành công và ý nghĩa.